sau hơn 10 năm hoạt động. Với những thành tựu đạt được, Paradise tự hào tiên phong dẫn đầu vượt qua mọi khó khăn và cùng chạm tới những giới hạn mới. Từ những chuyến tàu đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2008, trải qua hành trình ghi dấu và phát triển, Paradise sở hữu 12 du thuyền, khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành du thuyền hạng sang tại Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ. Bên cạnh bề dày lịch sử, tập đoàn Paradise cũng từng bước ghi những dấu mốc quan trọng trong việc phát triển dịch vụ du thuyền và lưu trú đẳng cấp. Hạ thủy từ năm 2008, du thuyền phong cách boutique với mô hình giải trí nổi đầu tiên của tập đoàn đã nhanh chóng trở thành huyền thoại trên Vịnh Hạ Long. Qua nhiều năm hoạt động, Paradise Sail vẫn giữ vững vị thế là sản phẩm hàng đầu. Năm 2010, Paradise Việt Nam ra mắt tàu Paradise Explorer với hải trình trong ngày, đưa du khách thưởng thức, trải nghiệm danh lam thắng cảnh trên vịnh. Paradise Explorer là lựa chọn đầu tiên của các đoàn nguyên thủ quốc gia như Thái tử Ả Rập, Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch các tập đoàn lớn trên thế giới như Samsung khi dừng chân tại Hạ Long. Năm 2012, tập đoàn cho ra mắt du thuyền Paradise Peak, nâng trải nghiệm khách hàng tới một tầm cao mới. Chưa từng xuất hiện du thuyền thiết kế, phục vụ dùng bữa tận nơi, bồn sục trong không gian phòng tắm và mỗi cabin đều có quản gia riêng. Đồng thời, hải trình đặc sắc cũng là điểm nhấn khó quên khi nhắc đến Paradise Peak. Đến năm 2017, Paradise chính thức đánh dấu bước chuyển mình khi tái định nghĩa khái niệm du lịch trọn gói trên biển với hệ thống du thuyền sắt cao cấp nhất vịnh, với hải trình đi sâu vào Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, giúp cho du khách có trải nghiệm di sản thiên nhiên thế giới hoàn hảo, dùng du thuyền 31 cabin Paradise Elegance. Không dừng lại ở đó, Paradise tiếp tục vươn xa, đưa thương hiệu du thuyền hàng đầu cùng với những cải tiến vượt bậc bằng sự xuất hiện của du thuyền 5 sao Paradise Grand trên Vịnh Lan Hạ vào năm 2019. Cùng với sự mở rộng tuyến điểm, Paradise Việt Nam tiếp tục ra đời tàu truyền tải Paradise Express 198 chỗ ngồi, trở thành tàu cao tốc duy nhất đạt đẳng cấp quốc tế và chất lượng phục vụ 5 sao tuyến Tuần Châu Cát Bà. Bên cạnh đó, không thể không kể đến thành công của Paradise Việt Nam khi ra đời khách sạn quy mô 156 phòng Paradise Suite, mang phong cách boutique đầu tiên và duy nhất giữa lòng Hạ Long năm 2014. Năm 2021, Paradise Việt Nam một lần nữa tái định nghĩa du thuyền hạng sang trên vịnh. Tập đoàn đã và đang hoàn thiện bể sục hoàn toàn mới dành cho du khách thưởng ngoạn trên tàu Elegance và Grand. Tọa lạc tại sân deck của du thuyền, bể sục sở hữu tầm nhìn 360 độ, ngắm trọn vẹn phong cảnh vịnh. Bể rộng tới 15m2 với dịch vụ thư giãn, ăn uống, phục vụ tận nơi, đảm bảo khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất khi nghỉ dưỡng tại nơi đây. Luôn kiến tạo những điều mới mẻ và không ngừng nâng tầm trải nghiệm dịch vụ du lịch Hạ Long chính là sứ mệnh của tập đoàn Paradise Việt Nam. Vượt qua mọi trở ngại, Paradise tiếp tục dẫn đầu ngành du thuyền, thổi một luồng gió mới tới du lịch Hạ Long với siêu du thuyền nhà hàng Paradise Delight. Với siêu phẩm Paradise Delight, lần đầu tiên du khách được thưởng thức bữa ăn đẳng cấp kết hợp với hải trình qua 18 thắng cảnh thuộc Bãi Cháy và Hòn Gai. Bên cạnh đó, với thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, không gian mở như tầng lái hay cửa kính vô cực đều được thiết kế để quý khách tận hưởng tối đa vẻ đẹp của thiên nhiên và sự diễm lệ của thành phố Hạ Long. Được xây dựng quy mô 3 tầng nhà hàng cùng sân deck rộng lớn, Paradise Delight có sức chứa lên tới 360 khách, thực đơn cao cấp, phong phú đa dạng và là nơi phù hợp để tổ chức sự kiện như tiệc sinh nhật, cưới hỏi, tổ chức hội nghị khách sạn, kick-off, các buổi tiệc tri ân hay tiệc tổng kết thường niên. Paradise Delight cũng chính là biểu trưng cho sự nỗ lực và tâm huyết tạo nên sự bứt phá của tập đoàn với ngành du thuyền nói chung và tại Hạ Long nói riêng. Với vị thế là người tiên phong trên thị trường, Paradise Việt Nam đã trở thành một trong những sự lựa chọn ưu tiên cho các sự kiện tổ chức tại Hạ Long.
lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, siêu đầu bếp 2 sao Michelin đã lựa chọn chiêu đãi thực khách trên du thuyền Paradise một bữa tối đặc biệt với 6 món trong hải trình A Michelin Star Journey in the World Heritage Site, tạo nên điểm nhấn vô cùng đặc sắc trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, Paradise Việt Nam vinh dự trở thành địa điểm tổ chức show thời trang ra mắt bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, đồng hành cùng sự kiện Fashion Voyage đình đám của nhà thiết kế Long Can, một buổi trình diễn hoành tráng hội tụ tới hơn 200 khách mời nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Paradise Việt Nam còn đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 và Hoa hậu Việt Nam 2018 trong vòng chung khảo phía Bắc. Du thuyền của tập đoàn Paradise cũng là sự lựa chọn của các ngôi sao hạng A khi đến với Hạ Long. Các sản phẩm của Paradise Việt Nam cũng là điểm đến được ưu ái của các đối tác trong các sự kiện tổng kết, outing trip, company party hay MIC. Tổ chức tiệc cưới triệu đô cũng là một trong những niềm tự hào của Paradise khi đưa trải nghiệm ngày trọng đại của du khách lên một tầm cao mới. Không chỉ dừng lại ở đó, tập đoàn Paradise Việt Nam cũng gặt hái được thành công vượt mong đợi qua show ca nhạc đỉnh cao với sự góp mặt của ca sĩ Thu Phương và nhạc sĩ Dương Cầm. Paradise Việt Nam sẽ tiếp tục căng buồm ra khơi, mang sứ mệnh đem những sản phẩm cao cấp hàng đầu về du thuyền, khách sạn và ẩm thực, chạm tới những giới hạn mới. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên sẽ đồng lòng với ý chí tiên phong, sáng tạo và chuyên nghiệp, sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền Paradise Việt Nam đến những thành công rực rỡ mới, giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành du lịch Việt Nam, xứng đáng với sự kỳ vọng của quý đối tác và khách hàng trong và ngoài nước.